đang sốt lên với những chiếc xe tự hành đến từ Tesla hay là các hãng khác trong cuộc chạy đua này, thì một đột phá công nghệ mới đối với các ngành công nghiệp cũng đã và đang có những tiến triển. Và mới đây nhất thì hãng Komatsu đã giới thiệu xe tải tự hành có thể di chuyển xuôi ngược mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đây là một sáng kiến mới giúp cho phát triển ngành công nghiệp này. Sau đây, mời quý vị cùng đến với hình ảnh chi tiết của sản phẩm. Công nghệ tự hành đã xuất hiện trên xe tải hạng siêu nặng. Tại triển lãm Minexpo đang diễn ra ở Las Vegas, hãng Komatsu đã giới thiệu một chiếc xe tải chở quặng vận hành tự động có tên là Innovative Autonomous Haulage Vehicle. Nó mang dáng dấp của một chiếc xe tải hạng nặng quen thuộc nhưng không có cabin. Tải trọng được phân bố tối ưu và chạy lui ngọt như chạy tới. Komatsu đã có kế hoạch thương mại hóa trong tương lai gần. Trước khi ra mắt chiếc xe này, Komatsu đã hợp tác với công ty khai thác Rio Tinto để thử nghiệm hệ thống xe tải chở quặng tự hành ASS từ năm 2008. Theo một thông báo của Rio Tinto, thì đội xe tự hành ASS đã vận chuyển thành công hàng triệu tấn quặng sắt tại Chile và vùng Bilbao miền Tây nước Úc, góp phần nâng cao năng suất khai thác. Đội xe được Rio Tinto sử dụng về cơ bản là những chiếc Komatsu 930E, một trong những dòng xe tải chở quặng lớn nhất thế giới, được tích hợp hệ thống điều khiển tự động, kết nối không dây và hệ thống phát hiện chướng ngại vật để có thể vận hành mà không cần đến con người. Tuy nhiên, chúng vẫn giống xe tải thông thường, cabin vẫn còn nguyên, chỉ là không có tài xế điều khiển trực tiếp. Phiên bản IASV được Komatsu giới thiệu tại triển lãm Miexpo có thiết kế mới hoàn toàn. Nó dài 15m, cao 8,5m, trang bị động cơ cho công suất 2.700 mã lực. Cabin bị loại bỏ cho phép tải trọng được phân bố tối ưu hơn lên cả 4 bánh xe. Thêm vào đó, chiếc xe này dẫn động 4 bánh và cả 4 bánh đều có thể lái được, mang lại sự linh hoạt tối đa khi di chuyển trong lòng mỏ. Không cần tài xế, không cần kính chiếu hậu, IASV còn được thiết kế để có thể chạy lùi tốt như chạy tới. Nhờ đó tăng năng suất và giảm thiểu độ mòn đối với những chiếc lớp 5980R63 khổng lồ, cũng có giá tương đương với 1 tỷ đồng. Chiếc xe có thể chở tối đa 230 tấn quặng và đạt tốc độ 64 km/h khi đầy tải. Vào cuối tuần qua,